xài tiền đúng cách để tiền quay về với bạn nhiều hơn. Ngày hôm nay các bạn thực hiện phương pháp này của Thảo giúp cho các bạn khi chi tiêu ra một số tiền hay thanh toán cho bất kỳ một khoản tiền nào đó, ngay lập tức tiền sẽ về với bạn gấp nhiều lần hơn so với số tiền mà bạn đã chi tiêu. Các bạn hãy lấy sổ bút ghi lại hoặc là lưu video này của Thảo để tiện cho việc ứng dụng nha. Thông thường khi bạn phải chi tiền hay thanh toán cho bất kỳ khoản tiền nào đó, cảm xúc của chúng ta đa phần sẽ không vui, không tích cực, nhưng chính cái cảm xúc đó ngăn chặn dòng tiền đến với bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy thực hành phương pháp này của Thảo. Khi bạn chi tiêu sẽ giúp cho bạn có cảm xúc vô cùng tích cực, và chính cái cảm xúc đó sẽ giúp cho bạn thu hút về rất là nhiều tiền. Khi bạn dùng tiền thanh toán trong một hóa đơn hay là chi tiền cho một sản phẩm dịch vụ nào đó, thì bước số 1, bạn hãy nói lời biết ơn số tiền đó. Biết ơn bạn tiền đã thực hiện sứ mệnh của mình. Biết ơn bạn tiền đã đi trao giá trị cho thị trường. Bước số 2, hãy biết ơn những sản phẩm dịch vụ và những giá trị bạn nhận, những giá trị bạn nhận được và những khoản tiền đó. Biết ơn bạn tiền đã thực hiện sứ mệnh của mình. Biết ơn bạn tiền đã đi trao giá trị thị trường. Hãy biết ơn những sản phẩm dịch vụ hay những giá trị bạn nhận được từ những khoản tiền đó mang về cho bạn. Và bước số 3 là hãy ra quyết định là số tiền đó sẽ. Bước số 2, hãy biết ơn những sản phẩm dịch vụ và những giá trị bạn đã nhận được từ những khoản tiền đó mang về cho bạn. Và bước số 3 là hãy ra quyết định là số tiền này đi sẽ ngay lập tức.